Các bạn thân mến, mẫu nhà 2 tầng mái bằng kết hợp với kinh doanh là thiết kế dành cho những gia đình có mặt đường quốc lộ hoặc các trục đường lớn lựa chọn. Đây không chỉ là không gian sống mà kết hợp với kinh doanh để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Và hôm nay Tân Á xin mời các bạn cùng tham khảo mẫu nhà 2 tầng mái bằng kết hợp với kinh doanh đã được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Tuấn tại Tương Dương, Nghệ An. Mẫu thiết kế nhà 2 tầng mái bằng của gia đình anh Tuấn được thiết kế mặt tiền thông thoáng. Lối thiết kế này không chỉ giúp bên trong ngôi nhà luôn được đón đầy nắng và gió mà nó còn giúp gia chủ đón nhiều tài lộc vào nhà. Ngôi nhà được sử dụng tông màu trắng nhẹ nhàng tinh tế làm chủ đạo. Màu trắng giúp ngôi nhà luôn được tươi mới, tràn đầy sức sống và có vẻ đẹp trường tồn với thời gian. Bậc tam cấp sử dụng đá granite có độ chịu cường lực cao, chống nứt vỡ theo thời gian. Cửa chính được làm bằng cửa thủy lực nhằm cách âm, cách nhiệt tốt và dễ sử dụng. Xung quanh ngôi nhà được bố trí rất nhiều cây xanh, tạo không gian sống luôn được trong lành, mát mẻ. Với diện tích là 4,5 nhân với 16,5 m, căn nhà của gia đình anh Tuấn được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1, gồm một phòng khách, phòng bếp cộng ăn, một phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân rửa. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 được bố trí một phòng thờ, một không gian phòng làm việc, hai phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân phơi. Các bạn vừa được tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng mái bằng kết hợp với kinh doanh cực kỳ ấn tượng và cuốn hút được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Tuấn. Hy vọng thông qua mẫu nhà vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.